Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang có mặt ở phòng học lớp Phương Sâm. Do thầy Minh Toàn đứng lớp nha. Đây là lớp học khóa K13. Các bạn đang rất là tích cực học bài dưới sự hướng dẫn của giáo viên rất là tận tình. Bạn này đang học sợi hedgehog ở trên giấy.
Mình sẽ kết thúc livestream tại đây nha.